Rồi chào các bạn quay lại kênh Happy For Social.com, mình là Hoàng Phúc. Và nếu đây là lần đầu các bạn sẽ đến video của mình, đừng quên kéo xuống chiếc siêu nhân nút subscribe, nút đăng ký. Và ở video này cũng giống như là video lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách chụp rồi đó, cùng với chị video khá là cute đúng không? Cách chụp thì mình cũng có để cái link stock ở đó rồi, thì có thể đã có một vài bạn đã thực hành rồi. Thì trong video này hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng những cái stock đó để mà chúng ta ghép nó lại để ta có được cái kết quả kiểu như này đó. Ok ha, bây giờ chúng ta vào video thôi. Rồi ở đây có ba stop thì các bạn dễ thấy rồi. Bây giờ mình sẽ mở từng stop lên rồi mình xử lý một stop con mèo cute của mình trước. Với những cái loại stop này thì mình làm khá là đơn giản, chúng ta tăng giảm sáng, highlight giảm, shadow lên. Mình có thể bỏ cái enable này đi, bật cái enable profile correction lên để nó khử bớt cái M4 góc á. Rồi sharpening lên, masking lên chút xíu, sharpening có thể mình tăng lên hơn chút xíu nữa đi. Rồi và mình sẽ open object. Tiếp theo nữa là hình chữ Payo thì mình sẽ lấy ra mình bỏ đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái hình của chữ Payo, chờ tí xíu cho máy mình nó chạy chút xíu, máy mình bây giờ nó bắt đầu nó già cỗi dần rồi. Mình sẽ mở hình của chữ Payo lên. Hình chữ Payo thì nó hơi tối hơn chút xíu cho nên mình sẽ tăng sáng nè, tăng shadow, giảm highlight, tăng contrast lên chút xíu tí xíu thôi, vibrant right. Tương tự như bên kia mình cũng sẽ bật cái Enable Pro phải lên và mình open object như vậy thôi. Thì mình chỉnh rất là đơn giản thôi chứ mình không cần quá gì gọi là nhiều. Thì mình đang cảm thấy có vẻ như là cái hình của con mèo này nó đang có contrast thấp hơn so với lại hình của chị Peo, cho nên là mình sẽ click đôi và mình sẽ tăng cái giảm contrast của hình chị Peo đi chút xíu đó, có thể là tăng shadow lên, tăng shadow lên để cho cái đấy nó cái phần mà tối á, nó đi lên. Rồi mình sẽ sửa lại chút xíu. Sau đó bây giờ chúng ta chỉ việc đơn giản chúng ta tách nền ra và chúng ta đưa sang bên kia. Tách nền thì khá là đơn giản, như các bạn đã sử dụng cái CC 2018 chấm mấy trở lên mình không nhớ, nhưng mà nó có cái Select Subject này, click cái nó chọn thôi. Hoặc không các bạn có thể sử dụng cái Quick Selection Tool, các bạn sẽ đó tăng tăng lên tăng cái brush lên chút xíu đó và chọn vào Payo. Chúng ta cứ chọn như vậy, zoom vô chúng ta nhìn cho nó dễ và cho chúng ta cứ tách ra thôi. Nhưng mà ở đây mình có cái Select Subject thì mình click một cái thì máy tính nó sẽ tự lo cho chúng ta hết và nó khá là tiện. Ở đây chúng ta chỉ việc sửa lại chút xíu, ví dụ như là phần đế giày này chẳng hạn vậy, thì mình sẽ thêm ở một số cái phần mà nó không có chọn. Thực tế là bởi vì hình này chúng ta sẽ làm khá là nhỏ cho nên là ấy, chính xác là người khá là nhỏ cho nên là chúng ta không cần phải gọi là quá cắt một cách quá là chi tiết, các bạn hiểu không? Mình chỉ cần đại khái là được rồi. Rồi chưa chạm đó, chúng ta chỉ cần đại khái là được rồi chứ không cần phải quá nhiều. Thực tế là với cái hình demo mình hồi nãy mình show lên cho các bạn á, là mình còn chẳng thèm cắt kiểu này cơ, nghĩa là mình cứ kệ thôi. Mình cứ bấm Select Subject xong rồi mình nhân lên thành một cái mới thế thôi, chứ mình không có cần phải chỉnh gì quá nhiều. Tuy nhiên ở đây mình đang hướng dẫn các bạn thì sẽ có nhiều trường hợp là chúng ta sử dụng cái stock mà nó hơi khó cắt hơn chút xíu thì chúng ta cần phải chi tiết như thế này. Tóc thì hơi kệ thôi tại vì nhỏ quá cho nên là ta không để ý đâu, nhưng mà nếu các bạn thích thì chúng ta có thể sử dụng Select and Mask thì chúng ta chọn thêm cái vùng ở ngoài này cho nó ok hơn chút xíu chẳng hạn vậy. Đây mình sẽ sử dụng, đây ta lấy thêm một chút xíu phần tóc. Dĩ nhiên là đằng nào thì zoom nhỏ lại thì cũng chẳng ai để ý đâu, nhưng mà hơi lỡ làm rồi. Đó ok, chúng ta lỡ làm ta sẽ click ok thôi, máy khá là chậm. Rồi bây giờ mình đã có hình của chị Payo khá là đơn giản. Bây giờ ta sẽ sử dụng click vào cái move tool ha. Mình sẽ click kéo đưa Payo qua bên này và chúng ta bấm Ctrl T. Ôi, mình quay lại một chút xíu. Nếu như hồi nãy mà các bạn không làm không có, chúng ta không cần phải tách kiểu này á,
thì các bạn chỉ cần bấm Ctrl J lên ha, chúng ta chọn vùng mẫu xong chúng ta bấm Ctrl J lên thì chúng ta sẽ có cái hình người kiểu như này. Sau đó các bạn sử dụng mô tôm các bạn kéo qua ha. Như đây mình có cái này thì mình sẽ Ctrl T này, sau đó mình sẽ có thu nhỏ bio lại chút xíu tầm này đó. Rồi tiếp theo cái vị trí để chúng ta để á, các bạn để ý một chút xíu là cái phần nét của cái nền á, nó bao nhiêu thì chúng ta, cái phần nét của cái nền nó nằm ở khu vực nào thì mình đặt cái mẫu của mình ở khu vực đó, tại vì mẫu của mình nó đang ở khu vực nét, cho nên là cái chúng ta cũng cần phải để mẫu ở đúng cái chỗ mà nó nét thì các bạn nhìn vô nó mới hợp lý đúng không. Chứ người mẫu như thế này mà đứng ở vị trí như thế này thì nó khá là kỳ, tại vì người mẫu đang nằm ngoài cái khu vực nét. Cái khu vực nét thì hiện tại trong cái hình này thì nó nằm trong khoảng này nè đó, ok ha. Cho nên là mình cũng phải để người mẫu nằm ở trong khoảng đó luôn. Ở đây có layer mask thì nó khá là phức tạp, mình sẽ apply luôn. Rồi mình sẽ để kiểu này. Rồi thì có cái là chị Payo mình căn hơi sai chút xíu là bởi vì chị Payo nhìn lên cao quá, với cả một cái là cái background của mình nhìn nó chưa có ra được cái menu, cho nên là mình sẽ phóng to hình background này lên bằng bấm Ctrl J lên này, Ctrl J ha. Sau đó mình sẽ Ctrl T để ông ta mình sẽ phóng to hình mèo này ra chút xíu để cho chị Payo đứng ngay bên cạnh con mèo. Có thể là vào giữa một chút xíu, vào giữa chút xíu đi. Rồi mình sẽ đưa Payo qua bên này. Đó, Payo sẽ đứng đây, hai người cùng nhìn về một hướng. Tuy nhiên đấy, các bạn thể thấy là bên phần này thì mình đang bị hụt, cho nên là mình sẽ kéo giãn nó ra. Mình sẽ chọn hết này và chúng ta sử dụng Edit, chọn Content OS Scale và mình sẽ mở rộng. Đó, mở rộng background ra. Đó thì mình sẽ có cái hình kiểu như này, khá là ok đúng không? Rồi bây giờ tại vì cả hai người đang cùng nhìn về một hướng mà nó không có gì cả, cho nên nó không có đẹp lắm, cho nên là mình sẽ thêm một cái chi tiết. Tuy nhiên trước khi chúng ta thêm chi tiết, các bạn để ý phần bóng ha. Phần bóng của người mẫu của chúng ta đang là ít quá so với lại hình con này, cho nên là mình sẽ tạo bóng cho người mẫu bằng một cách đơn giản là mình sẽ nhân đôi layer người mẫu lên bằng cách bấm Ctrl J. Phím J là phím nào giữa phím H và phím K á. Thì cái layer ở giữa mình sẽ để tên, ví dụ như là shadow chẳng hạn, vậy mình đặt tên cho các bạn dễ hình dung. Shadow này á, thì mình sẽ click đôi hoặc là chúng ta bấm chuột phải chọn blending option ha. Sau đó các bạn chọn là color overlay, các bạn để màu đen cho mình. Đó, sau đó các bạn đó thì chúng ta sẽ đây, các bạn tắt đi thấy hình màu đen kiểu như này nè. Rồi, bây giờ với cái shadow này á, các bạn sẽ đưa nó xuống. Đấy, đưa nó xuống. Và chúng ta để lại vào cái vị trí mà chúng ta cảm thấy cho nó hợp lý một chút xíu. Đó, ví dụ như là bên này của Payo đang là nhiều hơn, mình sẽ để như vậy. Đó, sau đó chúng ta sẽ vào filter, chọn blur, Gaussian blur và mình tăng blur lên chút xíu, nhẹ nhàng thôi. Cái blur bao nhiêu là đủ á, thì các bạn nhìn vô cái bóng gốc của người ta nè. Đó, bên này nè, đó, thì nó hơi tí xíu à, cho nên chúng ta cũng chỉ để hơi tí xíu thôi. Mình đang để khoảng 4.5, 4 chấm. Đó, 4 chấm thôi. Rồi, sau đó chúng ta giảm opacity đi chút xíu nhìn cho nó thật. Và đó, mình sẽ có cái bóng kiểu như này, nhìn khá là thật đúng không? Đó, thì sau khi chúng ta có này rồi á, bây giờ mình sẽ thêm một cái chi tiết là hình con bướm bướm vô. Hình con bướm bướm, đây mình sẽ kéo thả trực tiếp vào thôi. Ở hình con bướm bướm này á, thì mình cũng chỉ đơn giản là mình sẽ chọn con bướm bướm và mình sẽ đâu rồi, mình sẽ select con bướm bướm này. Tolerance mình sẽ để 30, mặc định là 30 đúng không? Đó, mình sẽ click vào phần phía bên ngoài, sau đó mình đảo ngược vùng chọn lại để mình chọn hình con bướm. Tại vì cái layer hình con bướm này á, phía bên ngoài đang là màu trắng, cho nên là mình chọn màu trắng nó nhanh hơn là chọn bướm ha. Thì sau khi mình chọn màu trắng xong, mình sẽ đảo ngược cái vùng chọn lại để mình đang chọn vùng trắng đúng không? Đảo ngược lại là lại thành mình chọn hình con bướm bướm, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ đảo ngược vùng chọn lại bằng cách bấm Ctrl Shift Y ngắn ha. Sau đó mình bấm Ctrl J, tiếp tục là phím Ctrl J đó, thì chúng ta sẽ coi kết quả kiểu như thế này, khá là đơn giản đúng không? Sau đó mình sẽ bấm Ctrl T và mình lật ngược nó lại, lật ngang đi, horizontal đó, và mình sẽ để nó nằm ở vị trí này chẳng hạn vậy. Đó, đó thì bướm bướm bay khá là ổn đúng không? Có thể là vị trí của Payo và con mèo này mình sẽ để thấp nó xuống một chút xíu nữa. Đây, thấp như vậy thì phía trên này bị hụt, cho nên là mình sẽ sử dụng cái công cụ thần thánh này, mình click vài cái đã là xong, chúng ta có có kết quả kiểu như thế này, khá là ok đúng không?
Thì con bướm bướm này á, mình muốn cho nó thật một chút xíu thì mình sẽ giả định như là nó nằm ngoài cái khu vực rõ nét của ông ta ha. Thì mình cũng sẽ làm bóng trước đi. Thì độ bóng của nó nè, mình cũng cần chun tê này, giảm xuống, tại vì nó là như này thì mình sẽ lật ngược vậy, đúng rồi đúng không? Rồi đúng rồi. Rồi mình muốn nó nằm ở ngoài cái vùng bị nằm ngoài cái vùng rõ nét, cho nên là mình sẽ làm như thế này. Rồi hình con bướm bướm mình cũng sẽ tạo cái shadow y chang như hồi nãy luôn, filter blur, Gaussian blur. Tuy nhiên có cái là con bướm bướm nó nằm trên cao, cho nên là cái blur của nó cũng sẽ blur nhiều hơn so với lại người mẫu của chúng ta ha. Mình sẽ giảm opacity đi, opacity nó sẽ ít hơn nữa. Đó thì nó sẽ có cái kết quả kiểu như này, chúng ta biết là con bướm bướm nó đang bị tràn xuống dưới đó. Ok, tiếp theo thì con bướm bướm này mình đang có cái vùng bóng của nó là cái lúc mình chụp như là lúc 12 giờ, cho nên cái bóng của nó trực tiếp từ trên xuống luôn, cho nên cái bóng nằm ở vị trí nào là con bướm bướm nằm ở vị trí đó tương ứng, cho nên là cái bóng nó nằm ngoài cái vùng rõ nét thì con bướm bướm cũng vậy ha. Cho nên là mình sẽ làm cho con bướm bướm này nó bị blur đi, Gaussian blur, và mình sẽ làm cho bướm bướm hơi blur đi một chút xíu thôi, hơi blur một chút xíu thôi đó. Rồi chỉ hơi hơi chút xíu vậy thôi. Rồi và chúng ta có kết quả kiểu như này, khá là ok đúng không? Sau khi chúng ta làm xong rồi, các bạn có thể làm cho nó thật hơn chút xíu là bằng cách chúng ta blend màu lên cho nó. Blend thì có nhiều cách, tuy nhiên đây mình sẽ sử dụng cái preset của mình luôn. Mình sẽ bấm Ctrl Alt Shift E để mình gom hết layer lại. Đó, chúng ta có cái layer chung kiểu như này. Sau đó ở cái layer này mình sẽ vào trong Camera Raw để mình sử dụng cái bộ, có thể là mình sẽ sử dụng bộ phim preset đi ha. Ở đây thì mình có thể tăng giảm contrast tùy ý các bạn. Tuy nhiên là mình sẽ đó, giảm contrast đi chút xíu. Clarity mình sẽ giảm để mà cho nó hơi blur ra chút xíu và làm cho nó nhìn nó nhẹ nhàng, nó cute hơn. Rồi, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bộ màu phim của mình ha, bộ màu phim. Đây sử dụng cái này đi và mình sẽ làm cho nó trong lại chút xíu. Đó, chúng ta coi kết quả kiểu như này. Shadow lên, highlight giảm hơn chút xíu nữa, clarity giảm đó, và mình bấm OK và chúng ta sẽ có một cái kết quả kiểu như thế này đó, đơn giản như vậy thôi. Và mình sẽ có một cái hình tí hon phong cách cute rất là phô mai que, và mình tin rằng nếu như các bạn có cơ hội thì làm một cái hình kiểu như thế này tặng cho bạn gái nhân ngày 14 tháng 2 sắp tới, chả thế đảm bảo lần cưa crush bằng cách này kiểu gì nó cũng đổ. Thì đó là cái video này, nếu các bạn thích các bạn hãy nhấn nút subscribe ở phía dưới nút đăng ký và nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh, và đừng quên like comment cho mình biết ở dưới là các bạn muốn mình làm về video gì ở video sau ha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.